shopinhao.vn, Acliquan giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopinhao.vn. shopinhao.vn. Ok, xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Gindu. Nói chung là vị tướng Gindu là một cái vị tướng trợ thủ có thể nói là rất mạnh nếu như các bạn biết lên trang bị đúng cách. Và cái cách mà nên trang bị đúng nhất mà để khiến cho vị tướng Gindu nó trở thành một con tướng mà nỗi khiếp sợ của tem mạng, đó chính là full phép. Thế thôi. Úi giời, thằng nào đá đấy? Thằng nào vừa đá mình đấy? Bạn nào vừa đá đây? Đưa tay đây nào. Ai đã đủ mạnh nhớ. Này thì bay vào một hút này. Trời ơi, con bò này nó hút mình mà cuối cùng mình bắn nó mà nó không xi nhê luôn. Cái gì đây, cái gì đây? À, đi à, hack não mày nè. Mày, oh my god. Ai da, lại hút tôi người ta nữa. Trời thích hút không? Bây giờ mình muốn hút cái gì? Hút nạn thiệt chứ. Mới vô tụi nó đã hút mình mấy cái rồi. Này thì né hộ hảo cái này. Hôm nay mình sẽ lên trang bị cho vị tướng Gindu lên full phép nha các bạn. Đó, thì như mình đã nói rồi đấy. Vị tướng Gindu rất là mạnh nếu như các bạn lên full phép. Nhưng mà không phải là những bạn nào mà chơi Gindu lên full phép là nó sẽ bá đạo đâu. Mà quan trọng cái kỹ năng của mỗi người nữa cơ. Ví dụ như là mình chơi Gindu lên full phép, kỹ năng của mình nó thuộc dạng là đỉnh cao rồi các bạn ạ. Wow, mày hả bưởi chết mày nè. Đó, thấy các bạn thấy không? Bắn cái nào hụt cái đó. Xuất sắc. Quá xuất sắc luôn. Bắn trúng thì nó là bình thường, bắn hụt nó mới gọi là xuất sắc. Này thì xào xào này đó, cái đó là bình thường, bắn trúng là bình thường. Hello baby. Trời ơi, dừng tem mình tới này. Mít tem mình xuất hiện ở đây này. Tem bạn tới số rồi. Bé ghê, bé Van Heo. Van Heo ơi, chạy đi bạn ơi. Cố gắng mà chạy lên bạn ơi. Nào 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 nào. Ừ, 2 kill. Let's go. Quá ngon các bạn ạ, nhảy tới. Yeah, come on, come on. Come on, come on baby. Ôi trời ơi. Trời ơi, game nó né được ta. Hay thiệt đấy chứ. Hôm nay mình sẽ chơi lớn luôn nha các bạn. Gindu lên full phép để cho nó không phải đâu các bạn. Mình thấy chơi Gindu lên full phép đối với mình nó một cái điều gì khá là hấp dẫn. Mình rất là khoái luôn. Tại vì đam nó rất là to các bạn. Bắn chiêu 2 trúng một cái là nó gọi là bể mông luôn. Bùm. Chà. Bẹt. Ấy xời hơi, đấm nó đừng ngại ngùng đấm nó. Ừ, đấm hay quá, hục lơ hục lơ luôn. Van Heo ấy lộn ra vào đây. Nhầm hàng nhìn tên tướng các bạn ạ. Nghĩ sao lại vai ra để bảo Van Heo. Thằng Ui đông quá trời tóc biến. Chạy tới. Không chạy được rồi. Nó đánh em không còn răng bánh cháo rồi. Thôi xong. Đông quá các bạn. Nếu mà thêm bạn mà hai người là mình cũng cân gọi là hai được đấy. Nhưng mà thêm nó bốn người là em mới đầu đâm ra không có nhiều kỹ năng lắm. Đâm ra thì hơi thiệt thòi một tí. Cuối trận với bá nha các bạn. Nhây thế hả? Ai nhây? Ai nhây? Bạn bảo tớ nhây á. À, có khi bạn ấy bảo mình nhây tại vì mình lao lên còn cướp rừng cho bạn ấy. Lòng ngời mà. Tham lam mà. Tham lam mà. Xạo xạo hả bưởi. Wow, hất tung này. Ừ, hất tung luôn ghê. Hãy xem tới đây. Mệt. Trời ơi, chạy tới. Ây da, đủ sạch. Trời ơi, chạy tới. Quá quá dữ luôn. Cái gì vậy ta? Xui dữ vậy. Nó tung không làm được cái gì luôn các bạn ạ. Ui giời ơi, cái thằng Toro bò này. Đánh ác phết các bạn ạ. Toro đi cùng với cả Van Heo. Khó chịu thật sự luôn. Thằng quá. Chắc có lẽ do mình chưa lên giày á. Đơn ra thì tem bạn nó mới hất tung mình kiểu đó được. Chứ mình lên giày một cái này không ăn thua đâu. Toro sẽ không đủ sức đấu với mình đâu. Wow. 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 Wow này. Chết nè. Chết nè. Ừ. Wow, đông lắm anh em ơi. Đông lắm anh em ơi. Trời ơi. Bật lệnh bài, bật lệnh bài, bật lệnh bài, bật. Cũng bật được cái gì đâu, đầu nó hất tung lòi mồm luôn. Trời đầy mạnh, khó chịu. Hất tung quá, hất tung các bạn. Thâm hộ toàn lên cao hả? Ai biết đâu, trời ơi, tem nó kéo một bầy có đàn không đông quá đông rồi. Không ba rồi các bạn. Không ba rồi đấy. Để mình tập trung, mình chơi cho các bạn xem này. Ăn chật chả.
đánh cẩn thận chút này. Mí lao vào đây, lao vào đây, lao vào đây mà kiếm chuối này. Khá lắm con rời, khá lắm em yêu. Quẹt đầu nè, xáo xáo hạ bưởi quýnh nó. Rồi xong bé ơi, xong bé ơi, bé bỏ. Bé bỏ đi đâu, bé bỏ đi đường nào. Húc ghê lắm mà, ra đây mà húc này. Ra đây húc hộ mình cái. Ra đây mà húc đi. Còn húc đi nào. Hay húc đi, húc đi, húc đi đừng ngại ngùng. Và hay húc đi, húc đi, húc thẹn thùng gì. Mình ơi, cho nó cái chuyện bùng nổ nha. Kinh quá cơ. Nên xong chuyện bùng nổ này thì thôi, tem bạn gọi là hết đường về luôn. Choáng khó chịu lắm các bạn ạ. Cứ từ từ. Mới có 1-3 anh em đã căng thẳng rồi. Các bạn đang xem clip của mình, đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Trời ơi, vẫn thoát được à? Mày hả bưởi. Rồi xong, bí bí tướng gọi là mít tem mình nó cho lên trên trời rồi. Văn heo làm sao, văn heo nó lên phép à? Là vãi trái các bạn ạ. Nó lên phép các bạn ơi. Nó bắn chiêu cuối phát đó là chết luôn, là biết nó lên phép rồi. Trời 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 trời. Quá dữ luôn rồi đó. Này thì lên phép này. Phép với chúng tôi à. Bạn này luôn đòi học hỏi giống tớ à. Lên trang bị là full phép à. Tớ ngang nhỉ. Đó, nó lên chuyện bùng nổ kìa các bạn. Nhưng mà văn heo tem bạn nó lên giày du mục. Nó không phải lên giày kiên cường các bạn ạ. Tại vì sao văn heo lên phép lại phải lên giày du mục các bạn biết không? Tại vì nó có tốc độ đánh. Văn heo lên phép nó trang bị của nó không có tốc độ đánh. Đâm ra nó phải lên giày du mục để lên tốc độ đánh. Nhưng mà chính xác nó lên giày du mục đó nó mới chết với mình đó. Các bạn biết tại sao không? Tại vì cái chiêu cuối của mình mà lên giày du mục ấy, nó sẽ không thể nào di chuyển đi được. Bởi vậy là thơm rồi, thơm rồi, thơm rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Đã định mệnh thích đẩy à? Thích đẩy à? Chạy đi bạn. Núp làm cái gì để rồi cũng phải chết. Thanh niên bò này. Thanh niên bò này. Cái đỉnh mệnh chạy đi bà. À đủ chạy được ta. Này thì chạy với chúng tôi để ý. Triệu Vân tới. Thanh niên Triệu Vân tới. Ấy dài. Đâu ai Triệu Vân đâu ai ra đây. Trốn nữa hiểu không. Ý ý ý ý ý. Hai kill rồi kìa các bạn. Từ 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 từ. Chuyện đâu còn có đó mà. Các bạn là nếu mà các bạn chơi Gindu thì mình không khuyến khích các bạn lên trang bị giống mình nhá. Tại vì đây là một cái bộ trang bị khiến cho rất là nhiều bạn kiểu giống như là đồng đội mình nó ức chế ấy. Nếu như các bạn chơi Gindu mà không thật sự xuất sắc, ui ôi, bù xanh bù đỏ này, thì các bạn sẽ trở thành một người chơi game phế vật. Mà phế vật thì đồng đội mình nó rất là ghét. Nếu như các bạn không có kỹ năng, kỹ năng mà không đủ tốt ấy, mà chơi Gindu lên full phép là nó sẽ rất là phế các bạn ạ. Dù không phải mình, tại vì mình kỹ năng là mình có, đâm ra mình không có sợ. Cái đỉnh mảnh láo nháo láo nháo láo nháo. Mày hả bữa ấy. Chạy đi đâu con bò. Con bò chạy đâu. Ái phẹt chà. Đầu xanh húc luôn à. Gớm mằn nhỉ. Văn heo kìa, văn heo kìa. Văn heo kìa, văn heo kìa, văn heo kìa. Này 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 này. Này thì văn heo này. Bé văn heo với chúng tôi này. Chứ có chiêu cuối các bạn ạ. Ô kìa. Trời. Trời ơi chiêu cuối của vị tướng La Vi. Xuất sắc thế. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây. Cái gì đây, cái gì đây. Láo nháo. Rớn mặt hả bưởi. Cái thằng ra này thích nhây này, nhây 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 này, nhây này. Lữ bố ạ. Anh đi đâu đấy? Choáng rất khó chịu đến từ Gindu các bạn ạ. À, Rai thằng bạn hết máu không chịu về. Từ từ mình sẽ cho nó biết thế nào gọi là sức mạnh của Gindu. Nhây này, nhây này, nhây này, ra đâu ngoài ra đây nhây à. Ừ, nhây đi, nhây đi. Nhây, nhây, nhây. Nhây, 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 nhây. Đây là thấy nó rồi, thấy rồi. Hãy xem tôi đây. À đủ. Thiếu đam à. Ô nó bổ kìa. Nó bổ đồng đội tôi kìa. Nó bổ đồng đội tôi kìa. Chạy 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 đi. Chạy đi anh ơi. Chạy đi anh ơi. Mỗi thằng một hướng. Chạy đi anh ơi. À chạy. Ui giời. Mặc dù em đã cố gắng hết sức để mà chạy thoát khỏi bàn tay của tam bạn. Nhưng mà tem địch nó quá đông. Tem bạn quá đông và hung hãn. Mình không thể đỡ được các bạn ạ. Và cái kết là chết ngóng cú tỏi luôn. Còn đâu. Thôi xong. Bụp nó đi. Bụp nó đi. Đừng ngại ngùng. Bụp nó đi anh em. Bụp nó đi. Đúng rồi. Bụp nó đi. Chỉ có mình mới giữ được trụ kiểu này thôi. Tanh mới được Gindu hả. Bạn yên tâm. Bạn cứ yên tâm. Mình sẽ chứng minh cho bạn biết Gindu lên phép nó đáng sợ như nào. Trận này mình gánh tem cho.
Các bạn cứ yên tâm, trận này mình gánh tem. Trời ơi, mình bảo gánh là mình gánh. Mày hả bưởi? Thằng lưỡi bố này. Ôi đù, trời ơi, nó hút máu, nó hồi máu kìa, quá trời hồi luôn rồi đó các bạn ơi. Trời ơi, nó hồi dữ vậy. Ê, rồi xong bé rồi. Bé đi đâu? Bé đi đường nào? Trời ơi, chạy với cả chúng tôi à? Đâu rồi, lưỡi bốn đâu rồi? Anh như lưỡi bốn đâu rồi? À, đang chạy lên đường trên đúng không? Nấp trong cái bụi này đúng không? Thấy bạn. À, không phải à? Thế là mình nhầm à? Rồi, nó chạy ra đường giữa rồi anh em ạ. Chạy vào đây, chạy về, chạy về đây. Nhanh, chạy về đây, mình cứu bạn nè. Mình giúp bạn, bạn không chạy về đây sao tôi giúp được? Giỡn mặt cả ra. Giỡn mặt cả ra. Giỡn mặt cả lưu bố. Ra đây. Thanh niên anh bố này ra đây. Ra đây mình kiếm chuối này. Ui bùa xanh. Bùa xanh. Tororo. Bùa xanh Suku ơi. Nó có người. Triệu Vân nó tới này. Ai ra đầu. Này thì Triệu Vân này. Đầu sân này chạy đi đâu. Con sâu này. Giỡn mặt với chúng tớ à bưởi. Rồi tốt cho mình đang càn quét tem bạn rồi. Nhưng mà tem nó đông lắm sao đánh được. Tem nó đông không phải chơi. Tem nó đông cũng phải chơi. Đừng có sợ gì hết trơn. Náo nháo à bưởi. Cái con bùa xanh. Cái định mệnh nó ăn mất bùa xanh rồi. Bé bò đứng lại coi bé bò. Trời ơi ghê chưa. Rồi ra làm sao. Anh lại chán sống à hả? Không muốn về nhà đúng không? Không. À đù. Chạy đứng kia. Rồi xong. Quá ghê luôn rồi. Thôi đi về đi. Ủa Van Heo nó đang biến về. Nó không thèm lấy trụ kìa. Thế thì kệ nó luôn. Lại thơm quá. Mình đỡ phải biến về các bạn. Van Heo nó biến về rồi. Nó giữ trụ rồi. Van Heo tính ra tem bạn sốt đấy chứ. Mình là Van Heo là mình đẩy luôn cái trụ đó rồi đó. Nào nháo à bưởi. Đủ xanh nó lên phép nó bắn cái chưa cuối đúng một cái màu rồi. Em không nhắn ra má em luôn mới ghê chứ. Ủa sao mình lên vòng lệ làm gì ta? Giờ này phải lên sách chi hồn để đối đầu với cả lữ bố cho nó bớt hồi máu lại. Rồi xong. Về sao nổi nữa. Van Heo nó lên phép đấy các bạn. Sát thương của nó khi mà áp sát với cái chiêu cuối rất là to. Nhưng mà nó lại không áp sát, nó lại không có đam bằng áp sát đâu. Bởi cái chiêu cuối phải áp sát mà. Bởi vậy đâm ra thì chơi Van Heo lên phun phép nó cũng rất là khó các bạn ạ. Các bạn đừng tưởng nó dễ chơi nha. Mình phải biết căn cái ngày kia ấy. Các bạn cứ lao lên là nó đánh chết. Cứ áp sát vào và bắn chiêu cuối là người ta đánh chết. Tại vì nó là AD mà. AD mà áp sát thì làm sao mà chơi được. Giờ đây. Bé bò làm sao. Bò con bò trâu. Bò nhỏ này làm sao. Đi đâu con sâu này. Úi dồi ôi anh ra núp lùm bắn cho một cái. Nửa cây máu mà ra đi. Ui Toro kìa. Anh Suku không lên. Ui Suku ra mình nắm máu thế. Sao bạn máu dày thế nhỉ. Lên tanh à. Đừng có sợ. Ai. Van Heo bị dính trưởng rồi. Đấm bỏ quá luôn. Đúng rồi. Ui Toro kìa. Mình sẽ không đánh Toro đâu. Mình sẽ đuổi theo thanh niên ra này. Ra ơi. Chạy đi bạn ơi. Bạn chạy đâu rồi. Chạy à. Vẫn chạy được. Tình thế nhỉ. Ê bò. Trời ơi bò ơi. Thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác đội nhưng ta cũng chung là một dàn support. Một đàn support đây. Rồi đây. Ra đây nào. Bụp nè. Quả cầu băng xương nha. Vô đây nào. Wow. Ra đây. Van Heo. Van Heo này. Hello baby. Trời ơi bắn cái pẹt cái thôi. Xíu máu các bạn ạ.
Vạn heo đang đi xuống này, vạn heo đang đi xuống này. Bây giờ mà có tốc biến một cái là vô cái tực giật cái tô luôn á. Các bạn thấy sự lợi hại của cái đu chưa, khó chịu chưa? Tầm này là tầm gọi là bá rồi. VIP slip rồi. VIP slip rồi, VIP slip rồi. Đó, các bạn thấy Gindu lên full phép đáng sợ chưa? Các bạn đừng bao giờ coi thường nha. Đồng đội mình nó tưởng lên full phép là nó yếu, kêu mình lên lên tanh cơ. Sai lầm của tuổi trẻ đó các bạn. Trời nó, quá dữ luôn. Quá dữ luôn, quên luôn. Quá ghê luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Nếu như thích clip của mình đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và một lượt comment để ủng hộ giúp mình với nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Bye bye.